Tôi đang bọc ba lô lại cho Trâm này cả nhà ơi, nó khỏi bị cày á. Gần xong rồi cả nhà ơi, hai cái vali bánh cùng chọn ăn ở đây. Anh đi lát có sổ hết thì vậy. Cúc sai luôn hả? Ồ, anh nói là hai cái sai, mọi sai đều là 250 hết, cái nhỏ với cái lớn đều như vậy hết. Là 500 bạc. Đóng cái gói như thế này là 500, 5 x 7 là 350 nha cả nhà. Ở 350 ngang Việt Nam mình. Huy mới tiễn Trâm vào trong rồi mọi người. Và bây giờ Huy sẽ làm một cái clip trả lời bình luận tiêu cực sau khi Trâm về. Cho nên là dặn trước nha, ai mà không có thích coi cái clip mà trả lời cái bình luận tiêu cực, có nghĩa là cái bình luận nó tiêu cực chứ không phải Huy tiêu cực nha, thì lướt qua giùm Huy, có nghĩa là đừng có coi clip này nha cả nhà. Nhưng ai cũng có những người thích coi, và Huy cũng nói thật là những cái clip mà Huy trả lời những cái bình luận tiêu cực là những cái clip mà Huy kiếm được thu nhập cỡ 20, 30, 100 hoặc là 1 triệu. 1 triệu clip mà nhiều nhất là 1 triệu là clip vì nói BD rồi này nọ, like cho anh Đoàn rồi với anh Hà Trí Quang nói BD rồi vô mua túi Louis Vuitton á. Huy có chia sẻ lúc mà dẫn Trâm với mẹ Trâm vô trong Louis Vuitton á cả nhà, thì làm cái clip đó tôi lấy ái được 1 triệu á bà. Huy vô Huy mua túi rồi đó, Trâm hỏi mua cho ai vậy, mua cho ai rồi này nọ. Nói chung là giờ lát mình Huy kiếm cái quán cà phê Huy ngồi Huy nói chuyện, nhưng mà nếu mà ai không thích thì lướt qua nha cả nhà, lướt qua giùm cái clip này để Huy trả lời cái này xong rồi sau đó sẽ quay trở lại với những cái clip review hoặc là nghỉ ngơi hoặc là gì đó nha cả nhà. Huy ghé tiệm cà phê ngay cái trạm tàu điện này cả nhà, cà phê ở đây ngon nữa, nói chuyện với cả nhà, nhưng mà điều ở đây nó ồn quá tại vì cái quán này đông lắm. Huy mua một ly cà phê ở đây mà chờ một nửa tiếng, bây giờ nãy giờ về đây là thành 1 tiếng rồi, nhưng bây giờ tôi chưa tới giờ Trâm bay, gần tới giờ Trâm bay. Trâm bay 3 giờ cả nhà. Ở đó ăn đi kèm avocado rồi kiếm chỗ nào im lặng để nói chuyện về cái bình luận đó nha cả nhà. Quán rất là đông rồi cả nhà, quán mười hai mươi hết đó, đông lắm nha cả nhà ơi. Thì vào quán trà, mà quán trà nó có nhạc chứ là cũng đông người mọi người, cho nên là chắc về nhà xong rồi tôi sẽ nói nha cả nhà. Vào quán trà ở đây cũng rất là đông người. Chưa về nhà nhưng thấy một cái nơi mà mình yêu thích khi mà những cái năm đầu tới Bangkok, đó là Huy cũng như là cái clip đầu tiên Huy review trên kênh YouTube mà trước cái kênh Huy Mai Bangkok, là
bằng tiếng Anh là một cái nơi này để ngồi nói chuyện với cả nhà nè. Thấy Huy rất là thích cái nơi này, cho nên là mình ngồi đây vừa ngắm sen nè, để bình tĩnh trước khi nói chuyện. Một cái comment nói chung là cũng Huy chỉ muốn nói cho mọi người biết một số điều. Khi nào mà mọi người nghĩ sai hoặc là nói về một cái gì đó nó đi quá xa, và giống như là thì mình sẽ chỉnh lại, hoặc là để cho mọi người hiểu hơn, cho Huy cũng không có cần phải là để nói chung là thôi giờ Huy nói nha, Huy nói nha cả nhà. Đây cái bình luận của cái anh tên là cái anh hay cái chị Milan gì ở bên Mỹ để cái lá cờ nước Mỹ, thì nói là do Trump nói trong cái clip đó, Huy ẩm Leo đó, thì Trump có nói Huy là ở một mình rồi tự kỷ này nọ, thì cái chị đó hay là cái anh đó comment là tự kỷ mà còn tự ái cao, ảo tưởng, sống ảo, cứ nghĩ về quá khứ mình là diễn viên. Rồi không chịu đi làm hoặc là ca sĩ rồi gì đó, xong rồi nói Trump nói đúng về Việt Nam đi, đi làm chứ sống ảo thì dạng như là, tại vì cái iPod của Huy cái máy nó bị hư hết pin đó, nó không có đọc, Huy không có chuyển qua đọc đúng cái tích, nhưng mà nói chung là dạng như vậy nha mọi người. Thì nói Huy là sống ảo, mà trước hết là nếu mà Huy sống ảo, cái này là thiệt ra cũng không phải là tiêu cực gì, mà mình trò chuyện để cho những cái vấn đề nó không có đi xa, là Huy chưa bao giờ Huy nói là Huy đã từng nói là Huy có việc riêng, và trong cuộc sống thì có lúc mình có những lúc mình việc riêng nó bấp bênh hay là gì đó hoặc là gì đó, thì mọi người theo ai mà theo dõi Huy là sẽ biết Huy là nói có việc riêng này nọ, còn YouTube này nọ thì ấy Huy, về có những cái người cố tình, thật sự là cố tình, những cái người mà comment dài vậy nè, nói Huy là dạng như là không có tay có chân, hoặc là những cái người mà nói Huy là sao thấy tiền xài hoài mà không hết, hay là kiểu như là không có chịu đi làm rồi, đừng có rồi kêu gọi là đừng coi YouTube của Huy, hoặc là chỉ biết trông chờ vào YouTube này nọ. Thứ nhất, Huy không sống ảo. Là thứ nhất đó, những cái clip Huy làm đó, thường thường là Huy cũng không có chỉnh gì hết cả nha, Huy đỡ mặt nha. Chân là mặt Huy quá gớm thì Huy mới chỉnh mình da thôi đó, là thứ nhất là không có ảo nha, chụp hình cũng vậy, trên Facebook cũng vậy luôn, những cái đó là nó sẽ phản ánh, những cái nhỏ nhỏ nó cũng sẽ phản ánh những cái đó. Ở bên đây có nhiều người lấy cái hình của Huy á, người ta lừa những cái hình đẹp, người ta làm những cái trang giả mạo mà nhiều like hơn này nọ, rồi trời ơi, Huy sợ, Huy nhiều khi Huy không biết làm sao. Còn Huy nói thiệt nha, có những cái lúc mà Huy yêu giống như là Huy buồn này nọ, là đôi khi á, là có những cái vấn đề giống như là có người hại, hay là có những cái việc riêng của mình, hoặc là người ta hại, đôi khi là mình phải la, mình phải buồn quá, mình phải ấy, mình cũng không có chia sẻ được. Nhưng mà những cái người hại là đôi khi á, trước mặt á, họ ủa sao không đi làm dạng vậy, nhưng mà sau lưng là họ ấy, đôi khi là họ hại đủ cách để mình không có dạng như là không có ngóc đầu lên. Nên ví dụ một cái câu chuyện vậy để Huy kể cho mọi người từ từ, là thứ nhất Huy không ảo, phim Huy cũng không hề nghĩ mình quá khứ là diễn viên ca sĩ, trời ơi nội. Nói chung là không cần nói nhiều, mọi người theo dõi YouTube Huy là biết Huy là người như thế nào rồi. Huy đi là Huy thất tình, và trong những cái năm ở Thái Lan là Huy vẫn có những cái kịch bản và vẫn được mời, chứ Huy không phải là hơi vì gì hết. Còn á, người ta muốn nghĩ theo cái cách của người ta, nhưng mà mình cũng không có để mọi người đi quá xa, hoặc là người ta cố gắng làm mọi người này nọ thì mình cũng
mình cũng không phải là sống vui cười để làm cho người ta tức. Đó không phải là tính cách của Huy. Huy cũng có nói trên cái lúc mà Trâm khuyên, Huy nghe nhưng mà sửa được hay không, khắc phục được hay không là Huy cũng nói rồi. Mỗi người là một tính cách, Hồ Bích Trâm là Hồ Bích Trâm, Huy là Huy. Huy không phải là cố gắng để mình hạnh phúc một cách cố gắng gượng ép để cho người ta tức. Huy không có muốn làm người ta tức, mà thật ra những cái trò chuyện này là để mọi người đừng có nghĩ sai. Hoặc là nếu mà người ta có cố ý tiếp như vậy thì mình sẽ không nói nữa, nhưng mà mình phải nói một lần. Vì người ta cứ comment như vậy, đôi khi Huy nói một lần luôn là Huy còn có những việc riêng, ai theo dõi đều biết. Nhưng cuộc sống mà mọi người, công việc của những người có những cái công việc nó sẽ cố định, có những cái người những cái việc riêng mình không chia sẻ thì người ta cứ nói móc méo, không có tay có chân mà nói, chứ không có tay có chân thử làm. Thí dụ mà làm YouTube thôi á, mà làm kiểu như Huy một ngày up mấy tập nữa thử nhiêu, không có tay có chân mà làm được vậy không? Mà Huy đâu có trông chờ gì đâu trời, trông chờ YouTube gì đâu, mà Huy chỉ nói là Huy làm là nhớ nghề, mà Huy cũng không có có phải là ảo tưởng. Nếu mà ảo tưởng là bây giờ Huy về Việt Nam để Huy ảo tưởng rồi, tại vì những cái phim Huy đóng tận bây giờ, những cái em fan vẫn nói là đang chiếu lại phim Tìm Bánh Hoàng Từ Bé Học, những cái phim của Huy bây giờ hiện tại vẫn còn chiếu, cho nên là không phải là quá khứ. Mà cái việc ăn mày quá khứ nó cũng rất là bình thường, tại vì đó là ăn mày quá khứ của chính mình, chứ không phải là ăn mày quá khứ của cái người này, cái người kia. Hoặc là hết thời, người ta thường nói hết thời này nọ. Mà Huy thấy hả, bây giờ diễn viên, ca sĩ hay là nghệ sĩ á, bị nói quá. Có gì đâu mà ảo để ấy. Mà Huy luôn làm những cái là nói về những cái khó khăn của những cái nghệ sĩ, mặc dù Huy không bây giờ là YouTuber, nhưng mà Huy rất là trân trọng và biết những cái sự khó khăn của nghệ sĩ á. Mặc dù bây giờ mình đâu có sống ảo gì đâu, trời ơi, mình là mình sống cho hiện tại, mình sống cho mình không về là vì mình muốn được là một người bình thường. Mình về Việt Nam đợt vừa rồi người ta vẫn nhớ này nọ, trời ơi, vậy sao mình không về đi để người ta nhớ, để ảo chút. Dừng 8 năm rồi này nọ mà về người ta nhớ, phim bây giờ vẫn chiếu là hiện tại chứ có ảo đâu. Mà hồi lúc mà Huy đi thất tình này nọ là người ta vẫn mời, Huy không có ảo mọi người. Nên đừng có nói như vậy. Nếu mà cứ cố ý nói như vậy, hoặc là nói hơi cục tay cục chân hay là gì không biết làm hay là gì đó thì đừng. Mà Huy cũng không có cố gắng cười hạnh phúc ha hả để cho mọi người tức. Đúng là cuộc sống còn thi vị chứ không? Thi vị mới là cuộc sống. Mình cần chấp nhận. Và Huy nói luôn là mọi người nói Trâm quý Huy thì Huy cũng quý Trâm. Tại vì Huy cũng không có gặp gỡ ai dạo này mà không phải Huy gặp Trâm là vì một những cái lợi ích cho mình. Đúng là phải có qua có lại, nhưng Trâm dù gì cũng đã giúp Huy. Huy nói là Huy gặp là để giống như là mang ơn, cho dù ví dụ bạn bè có giận, những cái lúc giận này nọ đó là những cái chuyện bình thường, nhưng mà trong cái tâm thế của mình là luôn mang ơn và trả ơn, cho dù có thế nào đi nữa, có được một cái gì đó hay là không được một cái gì đó, mình vẫn luôn sẵn sàng nha mọi người. Khi Trâm cần, Huy nói thật luôn. Nói chung là đợt này đi về thì anh Trọng mình có đưa cho Huy cái máy, nó hết bộ nhớ cho nên nó cứ cắt khúc hoài, mọi người đang nói nó tắt. Thì đó, Huy sẵn sàng khi Trâm cần, và Huy cũng vẫn rất là cảm ơn vì Trâm đã hỗ trợ Huy quay những cái đợt này, và
Huy cũng nói luôn là cái anh Trọng anh có gửi chi phí đi lại rồi này nọ, thí dụ hồi nãy anh có gửi xong rồi, thì cái đó là cái Huy nói thiệt, cái số tiền đó là mọi người nói Huy không có tay có chân hoặc là gì đó, nhưng mà cái số tiền anh Trọng gửi đó là cái số tiền mà Huy việc riêng của Huy có thể kiếm một ngày. Nhưng những ngày qua Huy gặp Trâm không phải là để nhận được cái số, không phải là để mong muốn nhận cái số tiền đó, hoặc là để nhận được cái sự giúp đỡ YouTube, thật sự là không phải. Nhưng rất là may mắn vì mọi người ủng hộ và xem, và tháng này thì Huy nghĩ là ngoài cái tháng này là Trâm xuất hiện, thì tháng sau tùy thôi nha, hên xui nha, nếu mà hơn 2 triệu tháng sau Huy được nhận, thì đó là cái sự giúp đỡ của Trâm nữa, ngoài cái số tiền anh Trọng gửi đi chi phí đi lại ngày hôm nay, cũng như là tháng sau Huy sẽ được nhận. Nhưng Huy nói rồi, không phải Huy gặp Trâm để như vậy, tại vì có rất nhiều người, mặc dù Huy nói là Huy không có làm về này hướng dẫn viên về này nọ, nhưng mà họ vẫn nhắn, nhưng mà Huy rất là cảm ơn cái tình cảm của họ, nhưng mà Huy rất là sợ Huy không có gặp, nó rắc rối lắm, có nhiều cái Huy sẽ không có chia sẻ. Nhưng mà Huy ngay kể cái việc mà Huy ngồi ăn với Trâm, không phải là Huy cần một bữa ăn, mà là Huy Trâm quý Huy thì Huy cũng quý Trâm, và tình cảm của anh Trọng hoặc là nhà Trâm dành cho Huy. Huy có thể đi ra ngoài, Huy không giàu nhưng Huy có thể đi ra ngoài ăn một bữa ăn, nhưng mà nói sao ta, ấy là có nhiều người mời Huy đi ăn này nọ, Huy cũng không đi, tại vì Huy sợ người ta nghĩ mình rảnh á, xong nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm mọi người. Thì cái đó trong cuộc sống, khi mình va chạm thì mình sẽ biết nó sẽ như thế nào, nó phức tạp như thế nào. Mắc công người ta tưởng mình cần bữa ăn này nọ, mình dùng thời gian đó để mình đi học, mình có kiến thức hoặc là mình có cái kinh nghiệm va chạm sau này mình rồi mình tự làm ra mình ăn không ngon không nè. Đâu phải mình ngồi với bạn Trâm như vậy là mình cần bữa ăn của bạn Trâm. Đó là cái sự thương Trâm thiệt, Huy không cần bữa ăn, Trâm cho Huy thì Huy cảm ơn, ăn với gia đình Trâm thì Huy vui, nhưng mà đi với người khác chưa chắc thì Huy đi. Đôi lúc mình cần phải nói như vậy để người ta đừng có coi thường mình đó mọi người, thiệt mọi người. Đồ ăn ở bên Thái ngoài đường cũng rẻ lắm, mình ăn ngon cũng được, nhưng mà mang tiếng vậy thôi, mình dùng để mình nói chung là có nhiều cái vấn đề lắm, cho mình nói ra mắc công mọi người bẻ đi một cái câu chuyện khác thôi cũng sợ lắm. Nhưng mà thiệt nha mọi người, nói chung hôm nay nói chuyện cũng nhẹ nhàng, cái đâu có tiêu cực thì đâu hơn mọi người hơn, đâu cũng đâu có cái người ta, cái anh đó nói hơi dễ thì Huy cũng nói là Huy, thứ nhất là Huy không có ảo, thứ hai là đừng có nói Huy là này là Huy không có chịu làm. Trời ơi, lúc mà ở Việt Nam á, Huy không có làm nghệ thuật nữa mọi người, là Huy làm tiếp tân nè, Huy làm bưng bê nè, có đó mọi người. Trời ơi, cái mặt tôi bưng bê nè, tôi làm tiếp tân, tôi bán hàng mỹ nghệ, trời ơi. Với lại Huy thôi mà nói tới đây thôi, nói nhiều quá, nói dai nói dở, bữa nào nói tiếp nha mọi người. Và Huy rất là vui khi mà đợt này mọi người xem, và ngoài cái tiền anh Trọng đưa làm Huy có thể kiếm một ngày, thì Huy còn có thể nhận được, đó là tháng sau ngày 22 có thể nếu mà dư hơn 2 triệu thì được nhận nữa.
đó đó cũng là cái sự cảm ơn của Huy dành cho Trâm đã xuất hiện đợt này và quay, cũng như là được sự chú ý quan tâm của mọi người. Và cái tháng này nè, ngày 22 này là Huy cũng nhận được 2 triệu á. Thiệt ra là mình không có nên nói những cái điều này, nhưng mà có những người nói Huy là giống như là kiểu vô dụng và trông chờ YouTube, nhưng mà không phải. Làm YouTube thật sự rất là khó. Huy cũng không có vẽ đường cho Huy chạy một cách mà ấy này nọ. Ai giỏi thì người ta ấy, chứ mà nói chung là không có dễ dàng đâu. Nhưng mà 2 triệu đó mình cảm thấy quý giá và trân trọng hơn. Tháng dồn lại được 2 triệu và mình cũng không có nên chia sẻ những cái mà tiền bạc này nọ, hoặc là những cái giống như là khi mà Huy bị giống như là Huy bị dồn vô, bị nói quá mạt sát Huy quá, Huy mới nói là trong người Huy mà còn hơn 4 triệu thì Huy nói là con chó này nọ. Đó là những cái mà phải nói để cho người ta đừng có mạt sát mình, là Huy không có phải lúc nào cũng cái câu cái đó, cái comment của bạn đó Huy không có dám đọc ra. Đừng có để cho người ta biết mình rồi giàu quá hay là mình nghèo này nọ. Trong cuộc sống mấy cái đó ai mà không biết nói ra. Nhưng mà làm YouTube mà cứ im im nó không có ấy. Nhưng mà mình cũng không có làm như vậy. Nhưng mà nói chung là hôm nay nhẹ nhàng thôi nha cả nhà. Mới nói ra nhiêu đó. À nửa giây nữa nè. À mình cũng rất là gặp bạn Trâm là này nọ, mình cũng rất là mang ơn. Nên đôi khi mình gặp bạn Trâm là mình cũng nhìn đó mọi người, tại vì mình nhìn tại vì Trâm hối này nọ, hối ở trên sân bay Huy biết cách là ra nhanh nhất này nọ, là Huy biết này nọ mà đi ấy này nọ. Nói chung là Huy cũng là những người là người cũng phải có những cái đặc tính là không tốt hoặc là gì đó. Trâm cũng nhìn Huy giống như là Huy hay quên, dẫn đi lộn chùa. Mà thiệt ra cái chùa đó là chung một tên mà nó ở tỉnh thì Trâm cũng hay hối lắm. Trời ơi, mà Huy biết cách là ra trước hết hàng này nọ, mà rồi vali là Huy kéo ra trước này nọ. Mà ở bên đây là phải từ tốn thôi, nó từ. Nhưng mà mình cũng rất là nhìn Trâm đó. À, bà nói tôi tiêu cực này nọ, giờ tôi ấy lại bà này, ý là giỡn cái kiểu vậy. Nhưng có nghĩa là Huy cũng nhìn Trâm này nọ, nhưng mà cũng nói lại. Nói chung là bạn bè cũng nói qua nói lại mấy cái chuyện vậy đó mọi người, thì cũng nhìn đó. Nhưng mà cũng nói qua nói lại nó cũng là dạng như là nhìn mà cũng ấy, nói sao ta cũng biết sao. Thì nhìn mà cũng nói thẳng rồi dạng vậy. Nói bạn ở bên đây phải từ từ cái gì. Trâm sợ trễ mà đâu có trễ đâu. 3 giờ mới bay, 3 giờ kém mới bay mà ra sân bay là 11 giờ rưỡi rồi, lúc đó là 12 giờ là còn có 3 tiếng mà. Đó, nói chung là Huy chia sẻ hôm nay như vậy cho mọi người. Và Huy và Trâm cho dù có gì đi nữa thì Huy và cho dù có những cái chuyện gì đi nữa thì Huy vẫn luôn nhớ về cũng như là mang ơn, cho dù có sao thì Huy cũng nhớ vậy đó. Nói chung là vậy chứ Huy cũng đã nói chung mang ơn cho Huy. Nói chung là có nhiều người kêu gặp này nọ rồi comment phá rồi đó, nói thằng Huy nó cho người ta một đòi là 10 rồi gì đó. Ở đâu ra, ở đâu rồi dễ ăn, ăn cơm chúa tối ngày múa chứ ở đâu ra dễ ăn quá vậy. Không có dễ đâu mọi người, cái tính Huy dễ, nhưng mà Huy đôi khi Huy biết những cái điều trong cuộc sống mà mình đôi khi mình không nói ra thôi. Nhưng mà Huy chỉ nói ra những cái điều nó cũng hay, hơi ý nghĩa và hay trong cuộc sống, đúng không ta? Huy thấy Huy cũng hay, nhưng mà đôi lúc cũng dở dữ lắm, cũng kiềm chế không nổi. Nhưng mình cũng nói ra những cái điều mà thiệt ra mấy người kiềm chế gặp đỡ bỡ ngỡ. Thiệt ra nói vậy là Huy đâu sống ảo, càng nói ra thấy càng Huy càng không sống ảo hơn, đúng không mọi người? Thấy Huy đâu có sống ảo đâu, đâu có ảo để cho người ta thấy mình tốt quá tốt rồi chừng gặp là trồn ồ thầu, gặp cái là su cà na xí mũi nữa. Mà nói chung là không có gặp gặp gỡ mệt lắm vậy đó.
gặp gỡ nhiều mệt chứ gì. Bye bye cả nhà nha, vẫn yêu thương cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.